Một điểm đến, một đất nước, nơi sử thi và văn hóa ngập tràn, nơi con người thân thiện và cởi mở, nơi được thiên nhiên ưu đãi đặc biệt và là nơi nối giữa văn minh châu Âu và diệu kỳ châu Á. Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia đặc biệt như vậy. Phần châu Á được gọi là Anatolia hay đất mẹ, chiếm 97% đất đai. Phần châu Âu chỉ chiếm 3% nhưng vẫn có vị trí đặc biệt quan trọng, nơi còn lưu giữ hầu hết những di tích quan trọng nhất từ thời đế chế Ottoman. Với dân số khoảng 75 triệu người, Thổ Nhĩ Kỳ có tới 99% người dân theo đạo Hồi, nhưng vẫn là một quốc gia cởi mở và hoàn toàn thế tục bởi nhà nước không chủ trương đặt đạo Hồi là quốc giáo. Và cũng bởi lẽ đó, khi đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ, dù là du khách đến từ quốc gia có tôn giáo, tín ngưỡng nào đi chăng nữa, cũng đều cảm thấy sự thân thiện, cởi mở và gần gũi của con người nơi đây. Đó cũng là lý do khiến Thổ Nhĩ Kỳ luôn là ưu tiên hàng đầu với rất nhiều khách du lịch. Chúng tôi chọn đến Thổ Nhĩ Kỳ vì chúng tôi muốn được cảm nhận và trải nghiệm lịch sử của đế chế Ottoman và của đạo Hồi trong giai đoạn đế chế Ottoman thống trị. Một lý do khác nữa mà chúng tôi tới đây, bởi đây là một đất nước vừa cởi mở nhưng lại là một đất nước của đạo Hồi. Hai yếu tố này đồng thời hòa quyện và ảnh hưởng lẫn nhau. Tôi đến từ Canada và tôi đánh giá cao yếu tố cân bằng đó tại một đất nước mà 99% người theo đạo Hồi. Với khoảng cách địa lý hơn 8.000 km từ Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ và phần lớn người dân Việt Nam còn chưa biết nhiều về Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi, những người làm truyền hình có cơ hội được chinh phục khám phá miền đất lạ này, cố gắng thực hiện một phóng sự về những gì chúng tôi tìm hiểu, khám phá và cảm nhận về Thổ Nhĩ Kỳ để mang tới khán giả Việt Nam.